Dạ vâng, kênh audio Nhất Long cơ sở 2 xin kính chào tất cả các bác đã đam mê audio trên toàn quốc. Xin cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian cũng như là quan tâm đến kênh của Nhất Long audio cơ sở 2 có địa chỉ tại ngõ 14 Nguyễn Chí Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và đây là một trong những kênh chuyên test và giới thiệu những sản phẩm mới nhất của bên em. Và để tiếp tục trong video clip ngày hôm nay, cửa hàng bên em lại tiếp tục lên sóng cũng như là giới thiệu cho quý vị và các bạn một đôi loa của hãng JBL của model C70 Alpha 1. Và đôi loa này về với cửa hàng bên em trong tình trạng đẹp xuất sắc các bác nhé. Tất cả còn zin nguyên bản tuyệt đối luôn ạ. Và sau đây em sẽ tiến lại gần hơn cũng như là quay cận cảnh từng chi tiết độ sắc led của đôi loa để cho quý vị và các bạn cùng đón xem. Dạ vâng, cũng như là chiếc màn hình nhỏ quý vị các bạn, đây là một đôi loa hãng JBL của model là C70 Alpha 1. Và đôi loa sử dụng với là 2 bát 30cm trên một thùng loa các bác nhé. Và một chung và một chép giấy ạ. Đôi loa là về cửa hàng bên em trong tình trạng đẹp xuất sắc, zin nguyên bản các bác nhé. Sử dụng màng bát, sử dụng với là màng giấy và gân vải xếp ạ. Tất cả còn rất là zin các bác nhé. Còn zin nguyên bản sẽ theo nhà sản xuất luôn ạ. Đôi loa là cực kỳ là đẹp các bác nhé. Và tiếp đến với phần vỏ là đôi loa sử dụng với là vỏ gỗ sồi các bác nhé. Vỏ gỗ sồi cao cấp luôn ạ. Đường vân gỗ là cực kỳ là đẹp nha các bác nhé. Với dòng của loa của hãng JBL, những đôi khác thì được sử dụng với là vỏ gỗ lạ. Nhưng mà còn với đôi loa C70 Alpha 1 này là được sử dụng với hoàn toàn là vỏ gỗ sồi các bác nhé. Vân gỗ là cực kỳ là đẹp luôn ạ. Thùng vách là vuông thành sát cạnh, không một vết sứt mẻ gì luôn ạ. Đôi loa là rất là dễ ghép với các dòng âm ly như là Lukman, Acouphe, Fisher hay là Piolet. Rất là nhiều âm ly các bác nhá. Đôi loa là cực kỳ là dễ phối ghép luôn ạ. Và đây cũng như là phần sau, phần hậu của đôi loa các bác nhá. Đây là loa hai cái lốt tinh chỉnh cỏ giải chung và giải mic và giải chép các bác nhá. Hai cầu loa, cầu rất là zin ạ. Có trở kháng là 8 ohm các bác nhá, trở kháng là 8 ohm. Và đây cũng như là một cái tem lỗi của đôi loa. Đây là tem lỗi các bác nhá. Hàng Make in USA các bác nhá, hàng Mỹ lòi luôn ạ. C70 Alpha 1. Đôi loa cực kỳ là đẹp luôn ạ. Tất cả còn zin. Thùng vách là vuông thành sắt cạnh, không một vết sứt mẻ. Màng bát tất cả mọi thứ là zin theo nhà sản xuất ạ. Và các bác cũng quan tâm về đôi loa thì xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại là 055 929 422 để bên em sẽ báo giá trực tiếp cho các bác và cho các bác một cái giá cực kỳ là tốt luôn ạ. Và cũng như là các bác cũng đừng quên ấn cho em xin một nút đăng ký ở góc phải bên màn hình để được nhận những video hay là sản phẩm mới nhất từ bên em. Và clip ngày hôm nay em xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.